Chương trình tin tức của Đài truyền hình Sài Gòn TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lưu Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, thưa quý vị. Ả Rập Saudi bị cáo buộc là đã giết đến hàng trăm người vượt biên trong vòng 16 tháng. Các giới chức của Ả Rập Saudi đang sát hại hàng trăm người di cư và người xin tị nạn ở các khu vực biên giới xa xôi khuất tầm nhìn của thế giới. Nadia Hetman là nhà nghiên cứu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York vào ngày hôm nay đã đưa tin như trên. Theo báo cáo của tổ chức này, sự việc xảy ra từ tháng 3 năm ngoái cho đến tháng 6 năm nay khi những người di cư Ethiopia tìm cách vượt biên từ Yemen để vào Ả Rập Saudi. Khu vực núi đá xung quanh Sada, thành phố nghèo ở miền Bắc của Yemen, sát với biên giới Ả Rập Saudi, đã biến thành khu vực chết chóc với nhiều thi thể. Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền rút ra từ cuộc phỏng vấn với 38 người di cư Ethiopia, những người đã từng cố gắng để vào Ả Rập Saudi từ Yemen, cũng như là từ hình ảnh vệ tinh, video và ảnh được đăng ở trên mạng xã hội hoặc là được thu thập từ các nguồn khác. Những người được phỏng vấn đã mô tả 28 sự việc có vũ khí nổ, trong đó có các cuộc tấn công bằng súng cối. Tất cả những người được phỏng vấn đều mô tả cảnh tượng khi mà phụ nữ, đàn ông và trẻ em bị tấn công, bị thương nặng hoặc là đã bị chết, nằm rải rác ở trên núi. Một số người sống sót cho biết các cuộc tấn công ở cự ly gần. Lính biên phòng Ả Rập Saudi hỏi người Ethiopia rằng muốn bị bắn vào bộ phận nào trên cơ thể. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói họ ghi nhận các vụ ngược đãi người di cư Ethiopia ở tại Ả Rập Saudi và Yemen trong gần một thập niên qua. Tuy nhiên, những vụ giết người gần đây dường như là phổ biến, có hệ thống và có thể dẫn đến tội ác chống lại loài người. Tổ chức này kêu gọi Riyadh hãy thu hồi ngay lập tức và khẩn cấp bất kỳ chính sách nào được sử dụng vũ lực để gây chết người đối với những người di cư và người xin tị nạn. Đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy điều tra các vụ giết người được nêu ở trong báo cáo. Và năm ngoái, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng cáo buộc đạn pháo xuyên biên giới và hỏa lực vũ khí nhỏ của lực lượng an ninh Ả Rập Saudi đã giết khoảng 430 người di cư ở miền nam của quốc gia này và miền bắc của Yemen trong vòng 4 tháng đầu năm ngoái. Giới chức Ả Rập Saudi hiện nay vẫn chưa phản hồi về yêu cầu bình luận liên quan đến thông tin của tổ chức theo dõi nhân quyền. Báo cáo của tổ chức này cũng nói rằng không nhận được phản hồi đối với các bức thư gửi đến Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng của Ả Rập Saudi, cũng như Ủy ban Nhân quyền và phiến quân Houthi đang kiểm soát miền Bắc của Yemen. Hai lính Mỹ bị bắt ở Đức vì liên quan đến án mạng. Một thanh niên mất mạng sau vụ ẩu đả xảy ra tại hội chợ ở thị trấn nhỏ Whitlick nằm giữa thành phố Treves và thành phố Copeland thuộc tiểu bang Rhineland-Palatinate tối 19 tháng 8. Theo các nhà điều tra, nạn nhân là một võ sĩ và quản lý công ty an ninh, 28 tuổi, bị đâm chết khi trên đường trở về nhà sau vụ ẩu đả tại hội chợ. Nhân chứng mô tả hai nam, hai nữ bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát thành phố Travis cho biết hai nghi phạm được xác định là quân nhân Mỹ, 25 và 26 tuổi, đã bị bắt. Họ đã bàn giao các nghi phạm cho giới chức Mỹ theo quy chế của NATO. Văn phòng điều tra đặc biệt tại căn cứ không quân Mỹ Spadaglen gần Whitlick đã tiếp nhận sự việc. Thị trấn của chúng tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ việc gì như thế này, thị trưởng Whitlick Hoa Kim Rodenkirk nói, bày tỏ bị sốc trước án mạng. Quân nhân Mỹ đồn trú ở Đức kể từ Thế chiến thứ hai, nhưng số lượng binh sĩ giảm kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, từ khoảng 200.000 quân nhân năm 1990 xuống còn 34.500 hiện nay. Từ Brazil, xe chở cổ động viên của đội Corinthians gặp nạn khiến cho 7 người chết. Chiếc xe bus chở 45 cổ động viên túc cầu của đội Corinthians đang chạy ở trên cao tốc ở tiểu bang Minas Gerais thì bị mất phanh, lao vào trong khe núi và bị lật, khiến cho 7 người tử vong, 36 người bị thương. Lực lượng cứu nạn Brazil cho biết chiếc xe gặp nạn chở cổ động viên túc cầu của đội Corinthians sau khi họ dự trận đấu của đội này cùng với đội Cruzeiro ở tại thành phố Belo Horizonte là thủ phủ của tiểu bang Minas Gerais. 27 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và sự việc đang được điều tra. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, người hâm mộ đội bóng Corinthians, đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân trong vụ việc này. Tỷ phú giàu nhất nước Nga bị kiện vì nghi tham nhũng. Văn phòng Tổng công tố Nga đệ đơn kiện người giàu nhất nước Nga Andrei Melnichenko với cáo buộc tham nhũng, theo hồ sơ tòa án thành phố Krasnoyarsk thuộc Siberia.
Ông Melnichenko, người đã hưởng lợi lớn từ các doanh nghiệp sản xuất phân bón và khai thác than, đang đứng đầu danh sách Forbes của Nga với khối tài sản ước tính 25,2 tỷ Mỹ kim. Hãng tin RBK dẫn nguồn thảo tin cho biết vụ kiện liên quan đến các tài sản trong ngành năng lượng của ông Melnichenko. Công tố viên cho rằng ông Melnichenko đã mua lại những tài sản trên từ các doanh nghiệp có liên lạc với Mikhail Abizov, một doanh nhân và cựu bộ trưởng trong chính phủ Nga vào năm 2018. Ông Abizov bị bắt giữ vào năm 2019 và đang chờ xét xử với cáo buộc biển thủ hơn 62 triệu Mỹ kim vào năm 2011 từ cổ đông của hai công ty năng lượng ở tỉnh Novosibirsk của Nga. Theo hồ sơ vụ kiện được công bố trên mạng Telegram của Soviet Bezrinka, công tố viên Nga đang tìm cách thu hồi tài sản của công ty năng lượng Siberia, Sibeco, có trụ sở tại Novosibirsk, từ ông Melnichenko để xung công quỹ. Trong quá trình điều tra ông Abizov, nhà chức trách đã thu được dữ liệu cho thấy ông Melnichenko đã vi phạm luật chống tham nhũng trong giao dịch mua cổ phần Sibeco. Công tố viên tin rằng thỏa thuận này dẫn đến hành vi không trung thực của các bên ký kết. Điều này tạo ra cơ sở cho việc nhà nước tịch thu tất cả tài sản liên quan đến giao dịch chống đối xã hội. Kẻ thảm sát ở Na Uy hiện giờ đang kiện chính phủ Na Uy vì vi phạm nhân quyền. Tội phạm giết người hàng loạt là Anders Behring Breivik đã kiện chính phủ của Na Uy bởi vì cho rằng chính phủ này vi phạm nhân quyền. Ông ta cho rằng ông ta bị cô lập nghiêm trọng khi ngồi tù. Luật sư của Breivik là Sorik cho biết thân chủ của ông kiện chính phủ vì đã bị cô lập một cách cực độ trong vòng 11 năm, không được giao tiếp với bất kỳ ai khác ngoài những nhân viên bảo vệ và mong đợi tòa án Oslo sẽ xét xử vụ kiện vào mùa xuân tới đây. Breivik, 44 tuổi, đang thụ án 21 năm tù. Đây là bản án dài nhất có thể tuyên phạt theo luật pháp của Na Uy vì y đã giết 77 người trong một vụ xả súng hàng loạt và đã đánh bom xe tải gây chấn động vào tháng 7 năm 2011. Dù vậy, sau khi mãn hạn, thẩm phán vẫn có thể kéo dài bản án nếu xác định rằng Breivik là một mối nguy hiểm cho xã hội. Breivik đã không ít lần phàn nàn về điều kiện nhà tù, nói rằng hắn ta bị đối xử như là một con vật. Dù đã có 3 phòng giam tùy ý sử dụng, được sử dụng TV, đầu đĩa DVD, máy chơi game và máy tập thể dục. Trong quá trình ngồi tù, Breivik đã bị biệt giam vì y đã muốn thành lập một đảng phát xít và trao đổi thư từ với các phần tử cực hữu ở Hoa Kỳ và Âu Châu. Giới chức cũng lo ngại là hắn ta có khả năng kích động những kẻ cực đoan khác thực hiện những hành vi khủng bố. Vào năm 2017, Breivik đã từng thua một vụ kiện nhân quyền khi tòa phúc thẩm hủy bỏ phán quyết của tòa cấp dưới rằng việc hắn ta bị cô lập trong buồng giam là vô nhân đạo. Năm ngoái, tòa án Na Uy cũng bác đơn xin ân xá của y, nói rằng y vẫn có nguy cơ bạo lực. Hệ thống tư pháp của Na Uy được xây dựng dựa trên quan niệm công lý phục hồi. Họ quan niệm tội phạm không phải là những kẻ sai trái phải bị trừng phạt, mà là những người lầm lạc cần được sửa chữa. Phát hiện làng cổ nhất ở châu Âu, sau thời gian khai cuộc, các nhà khảo cổ xác nhận tàn tích nằm bên dưới hồ Ohrid, vùng hồ giữa biên giới Bắc Macedonia và Albania, từng là nơi cư trú của cộng đồng người cách đây 8.500 năm. Hồ Ohrid là một trong những vùng hồ cổ nhất thế giới với độ sâu trung bình 155 mét và nơi sâu nhất là đến 288 mét. Kết quả giám định đồng vị Corbin cho thấy dấu vết định cư của con người từng xuất hiện ở đây từ năm 6.000 đến 5.800 trước công nguyên. Giáo sư khảo cổ học Albert Hafner của trường đại học Bern, Thụy Sĩ cho biết khu định cư có niên đại sớm hơn vài trăm năm so với các đợt cộng đồng ở Địa Trung Hải và vùng Alpes. Theo kiến thức của chúng tôi, đây là ngôi làng cổ nhất châu Âu, giáo sư Hafner xác nhận. Giáo sư Hafner cùng các đồng nghiệp Thụy Sĩ và Albania đã dành 4 năm qua để khảo sát tàn tích bên dưới hồ. Những gì thu thập được cho thấy nơi đây từng có từ 200 đến 500 người ở và được bao quanh bởi các lớp hàng rào phòng vệ dưới dạng các tấm ván có gai. Để xây dựng cơ sở phòng thủ quy mô như thế này, dân làng khi xưa phải đốn hạ cả một khu rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ lý do người xưa phải tìm cách bảo vệ ngôi làng ở mức độ nghiêm ngặt đến thế. Số doanh nghiệp của Âu Châu bị phá sản cao nhất trong vòng 8 năm. Theo số liệu của Eurostat, số doanh nghiệp tuyên bố phá sản ở châu Âu trong quý 2 tăng 8.4% so với quý trước đó, lên cao nhất kể từ năm 2015. Đây là quý tăng thứ 6 liên tiếp. Số doanh nghiệp đệ đơn phá sản đã tăng trong mọi lĩnh vực như là kinh tế, lĩnh vực này tăng mạnh nhất, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng đến gần 24%, lĩnh vực vận tải và kho vận tăng hơn 15%, giáo dục, y tế và hoạt động xã hội tăng hơn 10%. Trong số 27 thành viên của Liên Âu, thì Hungary ghi nhận lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã tăng mạnh nhất, tức là gần 41%. Kế tiếp là Latvia, gần 25%, Estonia, gần 25%.
Ngược lại, số doanh nghiệp tuyên bố phá sản giảm mạnh ở Cộng hòa Síp là 48.5%, Croatia là 24%, Đan Mạch là 16%. Số doanh nghiệp ghi danh mới ở khu vực giảm 0.6% trong quý 2. Giới chuyên gia nhận định, số doanh nghiệp phá sản gia tăng là do đà tăng trưởng kinh tế của Liên Âu chững lại trong bối cảnh lạm phát tăng dẫn đến lãi suất tăng. Một phần nguyên nhân được cho là do gói hỗ trợ phục hồi sau đại dịch đã hết hiệu lực. Chúng ta đang chứng kiến thị trường rung chuyển. Christoph Nehring là người đứng đầu Hiệp hội các nhà quản lý mất khả năng thanh toán chuyên nghiệp ở nước Đức đã đưa ra nhận định như trên. Và đó là phần tin liên quan đến thế giới, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đến Maui sau cháy rừng. Ngày 21 tháng 8, Tổng thống Joe Biden bay từ Reno, Nevada đến Maui, nơi ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đi thị sát bằng trực thăng đến các khu vực bị thiêu rụi. Sau đó họ sẽ đến thăm cộng đồng cư dân ở Lahaina đã bị tàn phá để tận mắt chứng kiến thiệt hại do cháy rừng và sẽ nghe báo cáo từ các giới chức tiểu bang và địa phương. Ông Biden sẽ có bài phát biểu bày tỏ lòng tôn trọng đối với những người đã thiệt mạng và suy ngẫm về những tác động bi thảm, lâu dài của vụ cháy rừng này đối với những người sống sót và cộng đồng. Một giới chức tòa Bạch Ốc cho biết, trước đó ông Biden đã bị một số thành viên Cộng hòa và những người khác chỉ trích vì phản ứng ban đầu của ông đối với vụ cháy ở Maui. Tổng thống đã không nói về thảm kịch trong nhiều ngày khi nó bùng phát vào lúc ông đi nghỉ mát tại dinh thự bên bờ biển ở Delaware. Tòa Bạch Ốc phản bác lại chỉ trích và nói rằng ông Biden đang lãnh đạo nỗ lực toàn chính phủ để giúp Hawaii phục hồi. Bản thân ông Biden cho biết ông không muốn đến Maui cho đến khi được bảo đảm rằng ông sẽ không làm ảnh hưởng đến các hoạt động ứng phó khẩn cấp đang diễn ra tại đây. Ba người bị chết có liên quan đến máy làm kem bị nhiễm khuẩn Listeria. Ba người bị chết và ba người khác phải vào bệnh viện sau khi họ uống một món sữa milkshake bị nhiễm vi khuẩn Listeria từ một tiệm ăn ở Tacoma của Washington. Theo CNN dẫn lời của các giới chức y tế tiểu bang cho biết, thông báo của Bộ Y tế tiểu bang Washington cho biết, các nhà điều tra phát hiện ra vụ ngộ độc này có liên quan đến các máy làm kem không được chùi rửa sạch sẽ ở tại một nhà hàng thuộc về hệ thống Frugos ở Tacoma. Hai trong số ba người sống sót khai rằng họ uống sữa milkshake ở tại cùng một tiệm Frugos ở Tacoma trước khi họ bị ngã bệnh. Các triệu chứng do nhiễm Listeria bao gồm có sốt và đau nhức bắp thịt, có khi kèm theo tiêu chảy hoặc là rối loạn tiêu hóa. Có người thì bị nhức đầu, rối loạn thị giác và bị co giật. Bộ Y tế cho biết có 6 người bị nhiễm vi khuẩn đã được đưa đi bệnh viện chữa trị trong thời gian từ 27 tháng 2 cho đến 22 tháng 7. Và các cuộc thử mẫu vi khuẩn ở bên trong dung dịch sữa mà các bệnh nhân uống vào cơ thể cho thấy là vi khuẩn nơi đây cũng chính là loại Listeria có ở trong người của bệnh nhân. Không có tiệm Frugos nào khác ngoài vùng Tacoma bị ảnh hưởng của chứng bệnh đó. Theo cơ quan CDC, vi khuẩn đơn bào Listeria đã gây ra 1.600 trường hợp nhiễm bệnh mỗi năm ở tại Mỹ, trong đó có 260 trường hợp tử vong. Ông Trump tuyên bố không tham gia cuộc tranh luận của ứng viên Cộng hòa. Công chúng biết rõ tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công ra sao với năng lượng độc lập, biên giới và quân đội vững mạnh, các giảm thuế lớn nhất từ trước tới nay, không để xảy ra lạm phát cũng như khiến nền kinh tế mạnh nhất lịch sử. Vì vậy, tôi sẽ không tham gia các cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận đầu tiên của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tại Milwaukee, Wisconsin. Ông Trump cũng dẫn kết quả thăm dò do CBS công bố hôm 20 tháng 8, cho thấy ông đang dẫn đầu bỏ xa các đối thủ Cộng hòa. Theo kết quả khảo sát của CBS, 62% người được hỏi nói sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Đối thủ xếp thứ hai sau ông là thống đốc Florida Ron DeSantis với 16% phiếu ủng hộ. Các ứng viên Cộng hòa còn lại chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ rất thấp. Cựu tổng thống còn công kích thống đốc DeSantis đang gục ngã như con chim bị bệnh. Ông Trump hồi tháng 6 cũng nói rằng không cần tốn thời gian tranh luận với các ứng viên khác của đảng Cộng hòa khi ông đang dẫn trước họ 50-60% điểm ủng hộ. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronald McDaniel cảnh báo ông Trump sẽ phạm sai lầm nếu không tham gia buổi tranh luận của các ứng viên trong đảng. Bà Stephanie Grisham dự đoán là ông Mark Meadows sẽ lật ông Trump trong vụ án ở Georgia. Cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc thời chính quyền của Trump, bà Stephanie Grisham dự đoán rằng Mark Meadows, cựu chánh văn phòng của Donald Trump, sẽ lật cựu tổng thống trước các áp lực của vụ án truy tố hình sự gian lận bầu cử ở Georgia. Theo nhận định của bà Grisham, ông Meadows là một trong 18 đồng phạm bị truy tố cùng với Donald Trump.
là người có thể hợp tác với các công tố viên của Georgia để đổi lấy bản án nhẹ hơn. Bà nói rằng, tôi biết khá rõ về ông Meadows và tôi biết ông ta là mẫu người như thế nào, nhưng ông ta sẽ làm những gì tốt nhất cho chính mình. Vì vậy tôi chắc chắn rằng ông này sẽ lật khi ông tài ra tòa. Bị lý cuộc Fulton County cáo buộc ông Meadows đã can dự vào việc âm mưu gian lận và gạ gẫm công chức phản bội lại lời thề trách nhiệm. Bằng chứng là tin nhắn mà ông Meadows gửi cho một giới chức của Georgia, xúi dục làm nhanh việc xác nhận chữ ký ở trên kết quả bầu cử giả mạo trước ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Với sự hỗ trợ tiền bạc của ban tranh cử cựu tổng thống. Ngoài ra, ngoài ông Meadows thì bà Grisham cũng tin rằng những đồng phạm cấp thấp hơn ở trong vụ án này sẽ chọn thái độ hợp tác với biện lý cuộc Fulton County. Gánh nặng về tài chính ở trong việc trả tiền luật sư là những lý do mà những đồng phạm cấp thấp này phải hợp tác với chính phủ để tự cứu mình ra khỏi hậu quả tệ hại đang chờ đón họ. Ngay chính Rudy Giuliani, cựu luật sư riêng và cũng là người thân tín của Donald Trump, người đứng đầu trong nhóm luật sư kiện cáo và tuyên truyền câu chuyện bầu cử gian lận của cựu tổng thống, hiện nay đang phải ngập chìm trong việc chi trả chi phí pháp lý trong những vụ kiện liên quan đến chính bản thân của ông ta, khi ông ta khiến ông ta phải thân chinh đến Mar-a-Lago để kêu cứu. Nhưng cựu tổng thống chỉ chi ra nhỏ giọt từ quỹ pháp lý chống gian lận bầu cử 205 triệu Mỹ kim mà ông thu được từ những người ủng hộ. Florida không còn là tiểu bang đáng mơ ước nhất để nghỉ hưu. Theo CNBC, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, tiểu bang đáng mơ ước nhất để nghỉ hưu vào năm 2023 không phải là Florida và thậm chí không nằm ở các tiểu bang miền Đông Nam ấm áp. Một nghiên cứu gần đây của Bankrate, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cho biết, tiểu bang Iowa đã giành được danh hiệu là nơi đáng sống nhất cho người về hưu trong năm 2023. Đánh giá các tiểu bang của Bankrate dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Cơ quan Điều tra Dân số Mỹ, IRS và Trung tâm Medicare và Medicaid, dựa trên 5 tiêu chuẩn, vật giá 40%, sống lành mạnh 25%, chất lượng và chi phí y tế 20%, thời tiết 10%, tội phạm 5%. Sức hấp dẫn chính của Iowa đối với người về hưu là vật giá, một yếu tố quan trọng được cân nhắc cẩn thận dựa trên thu nhập cố định của phần lớn người về hưu. Chi phí nhà ở thấp ở Iowa cho phép người về hưu tiết kiệm nhiều hơn so với các tiểu bang khác. Trong khi giá nhà trung bình toàn quốc ở mức hơn 422.000 Mỹ Kim vào tháng 7 năm nay, Iowa có giá nhà trung bình thấp đáng kể là 232.000 Mỹ Kim. Theo báo cáo của trang địa ốc Redfin, dẫn đầu năm tiểu bang tốt nhất là Iowa, sau đó lần lượt là Delaware, West Virginia, Missouri và Mississippi. Năm tiểu bang kém nhất xếp theo thứ hạng từ dưới lên là Alaska, New York, California, Washington DC và Massachusetts. Đáng ngạc nhiên là Florida, tiểu bang thống trị thiên đường cho người về hưu hồi năm ngoái, đã tụt xuống vị trí thứ 8 trong năm nay. Mặc dù có khí hậu ấm áp hấp dẫn, chi phí nhà ở của Florida tương đối cao. Theo Redfin, giá bán nhà trung bình ở Florida là 409.000 Mỹ Kim vào tháng 6 năm 2023. Cuộc chiến thử nghiệm máy bay không người lái hiện đại với công nghệ trí tuệ nhân tạo đã đẩy hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc vào trong một vòng xoáy cạnh tranh mới và ngày càng khốc liệt hơn. Theo các nguồn báo cáo, cả Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh đang đẩy nhanh nghiên cứu về cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động quân đội như là một phần của cuộc chạy đua toàn cầu để nhằm tận dụng lợi thế của công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Trong số các ưu tiên của cả hai bên, có vũ khí đủ khả năng tự tìm dẫn đường đến mục tiêu mà không cần phải có sự trợ giúp của con người và công cụ trí tuệ nhân tạo để xác định mục tiêu từ hình ảnh vệ tinh. Đầu năm nay, cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng chuyên điều phối nghiên cứu về các công nghệ mới nổi cho quân đội Hoa Kỳ đã mở ra cơ hội cho một dự án bầy đàn có khả năng kết hợp các bầy đàn máy bay không người lái dựa trên trí tuệ nhân tạo ở trên không, trên bộ và trên biển. Chuyên gia Margarita Konaev, phó giám đốc phân tích ở tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi cho biết, các công cụ trí tuệ nhân tạo dành cho tình báo, giám sát và trinh sát chiếm tỷ trọng lớn hàng thứ hai trong các hợp đồng mua sắm ở cả hai quốc gia. Trong đó bao gồm có việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích hình ảnh vệ tinh để tìm các mục tiêu tiềm năng. Theo các ước tính, Hoa Kỳ và Trung Quốc, mỗi bên đang chi đến hàng tỷ Mỹ Kim cho nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo quân sự. Người tiêu dùng tại Mỹ ngày càng ưa chuộng xe điện. Chỉ tính riêng trong quý 2 năm nay, người tiêu dùng Mỹ đã mua gần 300.000 xe điện chạy bằng pin BEV mới. Con số này tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn tổng số xe điện được bán ra trong cả năm 2019.
Theo số liệu của hãng kinh doanh xe hơi Cox Automotive, từ đầu năm đến cuối quý 2 năm nay, hơn 557.000 xe BEV đã được bán ra. Dự đoán doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện ở Mỹ sẽ lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 1 triệu xe vào năm nay. Đó là chưa kể doanh số bán xe điện hybrid cắm điện, tức PHEV, có thể chạy bằng xăng hoặc điện và pin, có thể được sạc lại bằng cáp sạc hoặc máy phát điện chạy bằng động cơ. Các chuyên gia cho biết doanh số bán xe điện gia tăng nhờ một loạt yếu tố như giảm giá bán, nhiều loại phương tiện có sẵn hơn cũng như chính phủ đầu tư nhiều vào cả hạ tầng cơ sở và sản xuất. Stephanie Valdes-Tridi, một giới chức của Cox Automotive, cho hay đạo luật giảm lạm phát IRA cũng góp phần thúc đẩy doanh số bán xe điện. Thông qua IRA, chính quyền liên bang đã bắt đầu cung cấp các khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 Mỹ Kim cho xe điện vào đầu năm nay. Những mẫu xe điện bán chạy nhất năm 2023 gồm có Tesla Model 3, Tesla Model Y, Chevrolet Bolt, Rivian R1T và Volkswagen ID.4, đủ điều kiện nhận ít nhất một phần tín dụng thuế IRA. Theo một cuộc khảo sát của Cox Automotive công bố vào tháng 6 năm nay, hơn 50% số người tiêu dùng đang cân nhắc mua một chiếc BEV mới hoặc đã qua sử dụng trong năm tới, trong khi trong năm 2021 con số này chỉ ở mức 38%. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Nam Hàn kỷ luật gần 300 giáo viên, những người đã bán tài liệu ôn thi đại học. Theo Yonhap cho biết, tính đến ngày hôm nay, có 297 giáo viên Nam Hàn đã tự nguyện khai báo với chính quyền về hành vi bán đề thi, giáo trình và một số tài liệu ôn thi đại học cho các trung tâm luyện thi tư nhân. Các giáo viên này sẽ bị kỷ luật, thậm chí sẽ phải đối mặt với tội danh nhận hối lộ. Các giáo viên phần lớn là giáo viên cấp trung học phổ thông đã ký hợp đồng với các lò luyện thi đại học tư nhân để bán các đề thi thử, giáo trình cũng như tài liệu ôn thi đại học và đặc biệt là những tài liệu tổng hợp, những câu hỏi sát thủ, những câu hỏi khó nhất ở trong đề thi đại học do chính mình biên soạn. Cụ thể, một giáo viên dạy toán ở tại trường trung học Gyeonggi khai rằng đã nhận tổng cộng hơn 485 triệu won, tức là khoảng 361.000 Mỹ Kim trong vòng 5 năm. Thông qua việc bán các bộ câu hỏi sát thủ cho 7 trung tâm học thêm tư nhân. Một giáo viên dạy hóa ở tại một trường trung học ở Hán Thành cũng khai rằng đã thu về được hơn 382 triệu won, tức là khoảng chừng 284.000 Mỹ Kim. Trong khi một giáo viên dạy địa lý cũng ở Hán Thành thu về đến hơn 300 triệu won, tức là khoảng hơn 223.000 Mỹ Kim, từ việc bán các tài liệu thi cử cho các trung tâm học thêm. Ngoài ra, do nhận thấy có thể vẫn còn rất nhiều giáo viên chưa tự nguyện khai báo, nên Bộ Giáo dục Nam Hàn đã quyết định điều tra chuyên sâu cùng với cơ quan thanh tra và kiểm toán của quốc gia này. Iran cảnh báo mạnh mẽ trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz rút lui. Máy bay trực thăng của Mỹ đã buộc phải quay trở lại một tàu tuần dương đang hoạt động ở eo biển Hormuz sau khi nhận được cảnh báo từ Iran. Theo hãng tin Fars, hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố một đoạn phim về vụ việc tại một cuộc họp của chỉ huy lực lượng ở thủ đô Tehran. Trong đoạn phim ghi lại cuộc chạm trán nguy hiểm xảy ra hôm 17 tháng 8, lực lượng hải quân Iran đã cảnh báo một tàu tuần dương của Mỹ ở eo biển Hormuz rằng các trực thăng của họ đang bay trong vùng lân cận, các tàu của hải quân Iran và mỏ dầu Hengam ngoài khơi của Iran và đang dần tiến vào lãnh hải của nước này. Lực lượng hải quân Iran cảnh báo sẽ nổ súng vào trực thăng nếu tàu chiến Mỹ không tuân lệnh hạ cánh trực thăng và ngăn chúng xâm nhập lãnh hải Iran. Chỉ huy hải quân Alizera Tanshiri cho biết, sau khi Iran cảnh báo và điều tàu cao tốc vây quanh, trực thăng của Mỹ đã đáp xuống bon tàu tuần dương của họ. Gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông và eo biển Hormuz với lý do bảo vệ các tàu chống lại sự quấy rối của Iran. Trong khi đó, chính quyền Tehran tuyên bố rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực chỉ dẫn đến mất an ninh, mất ổn định. Palestine phản đối Israel hợp pháp hóa 155 tiền đồn định cư ở bờ Tây. Chính quyền Palestine đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Israel là ông Smotrich để nhằm hợp pháp hóa các tiền đồn định cư của Israel tại bờ Tây đang bị chiếm đóng. Theo kế hoạch nói trên, 155 tiền đồn định cư được Israel hợp pháp hóa nằm ở khu vực C, là khu vực lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng chiến lược nhất thuộc về bờ Tây, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Israel. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Palestine là Nabil Abu Rushdeney nhấn mạnh, nhà nước này lên án và phản đối kế hoạch nói trên. Đồng thời nêu rõ rằng căn cứ
các nghị quyết quốc tế, việc định cư của người Israel ở trên các vùng đất của Palestine là bất hợp pháp. Tất cả các khu định cư trái phép vi phạm luật pháp quốc tế cần phải được phá dỡ. Hành động của Israel trong việc mở rộng các khu định cư ở tại bờ Tây bị chiếm đóng đang đẩy khu vực vào trong một vòng xoáy bạo lực và leo thang căng thẳng liên tục tái diễn. Theo số liệu chính thức từ phía Palestine, có hơn 600.000 người định cư Israel đang sinh sống ở bờ Tây và phía đông Jerusalem. Trong một diễn biến khác, quân đội Israel thông báo họ đã kích hoạt hệ thống phòng không Iron Dome, tức là vòm sắt, để đánh chặn một máy bay không người lái từ dải Gaza bay vào lãnh thổ của nước này. Hiện nay, chưa có lực lượng vũ trang nào ở dải Gaza đưa ra thông báo có liên quan đến chiếc máy bay không người lái vừa bị Israel bắn hạ. Và cùng ngày, truyền thông Palestine đưa tin về một vụ nổ lớn ở thành phố Rafah nằm về phía nam của dải Gaza. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn giám sát phòng thử tên lửa hành trình. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA ngày 21 tháng 8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một hạm đội hải quân ở biển Đông Hải, còn gọi là biển Nhật Bản, và giám sát vụ thử tên lửa hành trình chiến lược tại đây. KCNA không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào cũng như không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa được phóng, song khẳng định chúng nhanh chóng bắn trúng mục tiêu mà không mắc lỗi. Thông báo được đưa ra ngay trước cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Ochi giữa Mỹ và Nam Hàn diễn ra từ ngày 21 đến 31 tháng 8 nhằm mục tiêu chống lại các mối đe dọa nguyên tử ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Vài giờ sau khi KCNA đưa tin về cuộc phóng tên lửa mới, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tuyên bố hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu các mối đe dọa của Bắc Hàn gia tăng. Phát biểu của Tổng thống Nam Hàn đưa ra sau khi ông tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại trại Davis, tiểu bang Maryland. Tại đây, ba nhà lãnh đạo đã thống nhất kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên trong nhiều năm về mọi lĩnh vực, cam kết tham khảo ý kiến lẫn nhau trước các cuộc khủng hoảng, mở một đường dây nóng, chia sẻ dữ liệu thời gian thực về Bắc Hàn và tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm. Trung Quốc khuyến khích người dân hãy sử dụng nghĩa trang ảo. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng và dân số già hóa đã khiến cho các khu nghĩa trang ở Bắc Kinh trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Theo trang Business Insider, để giải quyết vấn đề, chính quyền Bắc Kinh đã khuyến khích người dân hãy an táng người thân của mình trong các không gian ảo được xây dựng bằng máy tính thay vì là các địa điểm chôn cất truyền thống. Quốc vụ viện của Trung Quốc cho biết, đến năm 2035, Bắc Kinh sẽ cố gắng giảm đi 70% diện tích đất của các nghĩa trang công cộng. Cô Giang Yin là một cư dân Bắc Kinh, người vừa có người thân qua đời, cho biết, cho cốt của bà tôi được cất giữ trong một ngăn tủ của một căn phòng lớn ở tại nghĩa trang Taizhou của Bắc Kinh, gần giống như là một hộp ký gửi tại ngân hàng. Một màn hình điện tử sẽ hiển thị hình ảnh và video của người quá cố thay cho bia mộ truyền thống. Giá cho mỗi dịch vụ nghĩa trang ảo rơi vào khoảng 7.700 Mỹ Kim, trong khi đó một chỗ chôn cất truyền thống ở Bắc Kinh có thể lên đến 22.000. Theo Bloomberg, một nghĩa trang ảo rộng khoảng 20m² có thể lưu giữ cho cốt của hơn 150 người. Trong khi một địa điểm có kích thước như vậy thì chỉ có thể chứa được có 6 ngôi mộ truyền thống. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có chương trình chôn cất xanh. Theo đó, cho cốt của người quá cố có thể được chôn cất miễn phí mà không cần bia mộ hoặc lăng mộ. Người thân sẽ nhận được một tấm bảng có mã QR để truy cập vào thông tin của người quá cố bất cứ lúc nào. Theo đài CGTN, chính phủ Trung Quốc cũng đã tài trợ cho các sáng kiến khuyến khích các gia đình giải cho ở trên biển. Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida tiếp tục giảm. Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida là 33,6%, giảm 0,7% điểm so với cách đây một tháng. Trong khi ở chiều ngược lại, tỷ lệ phản đối đã tăng tới 1,4% điểm, lần đầu tiên chạm mốc 50% kể từ tháng 12 năm ngoái. Điều này cho thấy tỷ lệ ủng hộ vẫn chưa được cải thiện sau khi đã từng vượt ngưỡng 50% ở thời điểm sau hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 ở Hiroshima hồi tháng 5 vừa qua. Trong số những người được hỏi, có tới gần 80% cho rằng Thủ tướng Kishida chưa thể hiện rõ năng lực lãnh đạo trong giải quyết các vấn đề đối nội, nhất là hệ thống định danh quốc gia, My Number. Một vấn đề khác đang rất được người dân quan tâm đó là giá xăng dầu. Có hơn 57% số người được hỏi mong muốn chính phủ tiếp tục chính sách trợ giá xăng dầu, vốn dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9. Phần lớn công chúng cũng tỏ ra không hào hứng với kế hoạch tăng chi tiêu chăm sóc trẻ em của chính phủ để đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm, với tổng số hơn 69% nói rằng họ không mong đợi hoặc không mong đợi nhiều từ biện pháp này. Tuy nhiên, theo các đảng chính trị, đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ cao nhất với gần 36%, trong khi đó có gần 9% ủng hộ đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập lớn nhất. Từ Thái Lan, đảng phiêu Thái bắt tay với đảng ủng hộ quân đội để lập ra chính phủ mới ở Thái Lan.
Đảng Phiêu Thái cùng với 10 đảng, trong đó có 2 đảng liên quan đến quân đội, chiều hôm nay thông báo họ thành lập liên minh để nhằm đạt được 314 ghế tại Hạ viện. Tỷ phú Sreta Thavisin, 60 tuổi của Đảng Phiêu Thái, người được đề cử là ứng viên thủ tướng của liên minh. Bà Petongtang Shinawat là một trong 3 ứng viên thủ tướng của Đảng Phiêu Thái, đã xin lỗi vì không giữ được cam kết khi ra tranh cử là không kết giao với các đảng ủng hộ quân đội. Hãng tin Reuters dẫn lời của bà Petongtang nói rằng, chúng tôi phải điều chỉnh để giữ cho đất nước tiếp tục phát triển. Tất nhiên, Đảng Phiêu Thái phải trả giá, đó là sự chỉ trích của mọi người. Chúng tôi xin khiêm tốn chấp nhận và xin lỗi vì đã khiến cho nhiều người buồn và thất vọng. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày hôm qua cho thấy, phần lớn người dân Thái Lan không đồng ý với kế hoạch thành lập chính phủ liên minh, gồm có cả các đảng được quân đội hậu thuẫn. Khoảng 64% trong số 1.310 người tham gia khảo sát của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia, họ cho biết rằng họ không đồng ý hoặc là hoàn toàn không đồng ý với việc Đảng Phiêu Thái thành lập một chính phủ đặc biệt với các đối thủ được quân đội ủng hộ. Và trong ngày mai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat sẽ hồi hương. Bà Petongtang Shinawat là con gái của ông Thaksin cho biết, ông sẽ có mặt ở tại sân bay Đông Muang vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Thủ lĩnh các nhóm áo đỏ ở tại tỉnh Korat và Ayutthaya cho biết, hàng trăm người ủng hộ sẽ đến sân bay Đông Muang để đón cựu Thủ tướng Thaksin. Cảnh sát Thái cũng chờ ông Thaksin tại sân bay với lệnh bắt. Theo một nguồn tin của Bangkok Post, cảnh sát và giới chức Thái Lan sẽ chờ ông Thaksin tại khu vực hạ cánh VIP. Sau khi đặt chân xuống sân bay, ông Thaksin sẽ nhận lệnh bắt giữ và các giấy tờ khác rồi được đưa qua cửa nhập cảnh. Sau đó, cựu thủ tướng sẽ được đưa đến phòng hình sự của tòa án tối cao rồi được cơ quan cải huấn đưa tới nơi giam giữ ở Bangkok. Bắc Hàn bất ngờ hủy chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên sau 3 năm. AFP đưa tin hãng hàng không Bắc Hàn Air Koryo dự kiến thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên sau 3 năm vào ngày 21 tháng 8 với hành trình từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, chuyến bay đã bất ngờ bị hủy ngay phút chót. Bắc Hàn gần như đóng cửa với thế giới bên ngoài kể từ đầu năm 2020 khi nước này đóng biên giới để đối phó với đại dịch COVID. Các nhà báo đã tập trung vào ngày hôm nay tại một sân bay ở Bắc Kinh để chờ chuyến bay số hiệu JS151 của hãng Air Koryo từ Bình Nhưỡng, dự kiến hạ cánh lúc 9 giờ 50 phút sáng. Nhưng sau đó bản báo trong sân bay bất ngờ thông báo rằng chuyến bay đã bị hủy, khiến giới truyền thông khá bất ngờ vì họ đang chờ đợi để gặp một số du khách đầu tiên từ Bắc Hàn bay ra quốc tế trong vài năm qua. Dịch vụ khách hàng của sân bay Bắc Kinh nói với AFP rằng Air Koryo không đưa ra lý do hủy chuyến. AFP cũng không thể liên lạc với các văn phòng của Air Koryo tại Trung Quốc. Bộ Thống nhất Nam Hàn, cơ quan phụ trách các mối quan hệ với Bắc Hàn nói rằng họ hoàn toàn không biết gì về việc Air Koryo hủy chuyến bay. Đã có vài dấu hiệu liên quan đến việc Bắc Hàn mở lại biên giới, nhưng rất khó để xác định liệu đó có phải là mở cửa biên giới hoàn toàn hay chỉ mở cửa hạn chế và có kiểm soát. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Một người dân thường trú ở tỉnh Tuyên Quang đã tử vong sau 2 ngày bị tạm giữ ở trong trại tạm giam công an của Hà Giang vào hồi tuần trước. Công an thông báo cho gia đình biết là người này tử vong do tự sát, nhưng gia đình nạn nhân nghi ngờ về thông tin này. Nạn nhân chính là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 79, ở tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Theo thông tin từ gia đình của nạn nhân, ông Hưng bị công an của Hà Giang bắt vào tối ngày 17 tháng 8, khi đang giải quyết chuyện nợ nần cá nhân tại nhà của một người dân ở Hà Giang. Trong ngày 18 tháng 8, bà Đặng Thu Hoài là vợ của ông Hưng đã tới thăm chồng ở tại tạm giam của Hà Giang và đã nhìn thấy vết bầm tím ở trên mặt của chồng. Ông Hưng cũng xác nhận là ông đã bị đánh. Đến sáng ngày 19 tháng 8, bà Hoài nhận được thông tin từ phía công an của Hà Giang cho biết rằng chồng bà đã tử vong. Phía công an cho rằng ông Hưng đã tự sát bằng cách tự buộc chân, tay và tự dìm đầu vào trong bể nước. Theo người thân của ông Hưng, phía công an chỉ cho một mình bà Hoài có mặt tại nơi khám nghiệm tử thi, đồng thời đã cấm gia đình quay phim và chụp hình trong suốt quá trình xác nhận và khám nghiệm tử thi. Hiện nay gia đình nạn nhân vẫn chưa được biết nguyên nhân tử vong của ông Hưng vì chính quyền nói rằng việc khám nghiệm vẫn chưa hoàn tất. Người thân của ông Hưng cũng không tin tưởng vào kết luận tự tử của công an bởi vì ông Hưng là trụ cột của gia đình, có 2 người con nhỏ và là một người theo đạo Thiên Chúa, cho nên sẽ không có thể có chuyện tự sát. Tình trạng của người dân tử vong trong đồn công an ở Việt Nam đã trở nên nghiêm trọng đến độ mà Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải yêu cầu giải trình trong phiên họp diễn ra hồi tháng 3 năm 2019.
Tuy nhiên, phía đại diện phái đoàn Việt Nam cho rằng hiện tượng này là do phạm nhân cảm thấy day dứt, dằn vặt về hành vi tội phạm của mình mà dẫn đến bi quan mà tự tử, chứ không phải là do bị công an tra tấn cho đến chết. Tòa án phân công thẩm phán tiếp nhận vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Tòa án Nhân dân Sài Gòn đã thụ lý trở lại vụ án Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam và 4 đồng phạm do Viện Kiểm sát Nhân dân chuyển qua. Bà Hằng và 4 đồng phạm bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Bộ luật hình sự của Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Sài Gòn trong ngày 21 tháng 8 cho truyền thông hay tin, đồng thời cho biết đã phân công thẩm phán nghiên cứu hồ sơ thụ lý vụ án. Trước đó ngày 31 tháng 5, Tòa án Sài Gòn trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Sài Gòn đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, trong đó có 2 yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Sau các cơ quan này xác định hành vi của ông Dũng chưa đủ cấu thành tội phạm. Theo điều tra của công an được truyền thông nhà nước trích đăng, từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để phát livestream, phát ngôn về đời tư của nhiều người nổi tiếng bao gồm các nghệ sĩ, nhà báo, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Sài Gòn, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Ngân sách cho công an cao gấp 10 lần y tế và giáo dục. Đảng được bảo vệ, toàn xã hội là nạn nhân. Trong 3 năm liên tục gần đây, dự toán chi ngân sách cho Bộ Công an luôn cao hàng thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn một chục lần so với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố vào năm 2021, dự toán chi phí ngân sách cho công an là khoảng 96.000 tỷ đồng, tức là hơn 4 tỷ Mỹ Kim, tức là gấp hơn 10 lần Bộ Y tế. Bộ Y tế là khoảng 9.1 ngàn tỷ đồng, tương đương với 382 triệu. Và Bộ Giáo dục là 7.1 ngàn tỷ đồng, khoảng chừng 298 triệu Mỹ Kim. Năm ngoái, Bộ Công an được phân bổ số tiền là 95.5 ngàn tỷ đồng, tức là hơn 4 tỷ Mỹ Kim, và tăng lên gần 100 ngàn tỷ đồng, tức là hơn 4.1 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Trong khi đó, vào những năm dịch bệnh COVID hoành hành ở Việt Nam, số tiền Bộ Y tế được phân bổ nhiều nhất cũng chỉ hơn 11.000 tỷ đồng, tức là hơn 461 triệu Mỹ Kim vào năm ngoái. Dự toán ngân sách nhà nước là việc hoạch định nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, thường được lập vào một năm trước. Trên cổng thông tin công khai ngân sách nhà nước, không có báo cáo số liệu về số tiền chi ngân sách của nhà nước cụ thể cho Bộ Công an qua từng năm. Một số nhà quan sát chính trị cho rằng, sở dĩ ngân sách phải chi một số tiền cao ngất ngưởng cho bộ máy của công an cồng kềnh là bởi vì công an là thanh gươm, là lá chắn để bảo vệ chế độ. Các chế độ độc tài như là Trung Quốc và Việt Nam, chính quyền phụ thuộc vào công an để bảo đảm sự độc tôn quyền lực của họ. Trong khi đó thì họ coi thường hoặc là không chú trọng để bảo vệ tính mạng hay sức khỏe của người dân. Diễn biến vụ khai thác cát lậu ở công ty Trung Hậu 68, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án và hành vi của từng bị can vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh cát của công ty Trung Hậu 68 tại mỏ cát ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới do chính quyền tỉnh An Giang cấp phép khai thác. Theo điều tra của Bộ Công an, công ty Trung Hậu 68 trụ sở tại Sài Gòn do Lê Quang Bình làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty này được chính quyền tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu mét khối cát để cung cấp cho 4 công trình trọng điểm của tỉnh. Lê Quang Bình đã lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp để khai thác trữ lượng hơn 4,7 triệu mét khối cát, trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, vượt giấy phép 3,2 triệu mét khối. Bình còn cùng đồng phạm thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, mua hóa đơn đầu vào khống để hợp thức hóa nguồn gốc số cát vượt giấy phép. Số tiền thu được Bình chi cho một số giới chức, trong đó có ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường An Giang. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan. Qua đó, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 18 nghi can, trong đó có Lê Quang Bình và Nguyễn Việt Trí. Rừng phòng hộ ven biển của miền Trung bị chết khô. Vào cuối tháng 8, diện tích lớn keo tràm thuộc về 220 ha rừng phòng hộ ven biển nằm ở trên đồi cát ở thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu rụng lá và khô dần do nắng nóng kéo dài.
Hàng chục năm trước, người dân địa phương trồng cây phi lao, còn được gọi là cây dương liễu, ở ven biển và ở trên đồi cát để ngăn cát bay và gió bão. Vài năm gần đây, cơ quan kiểm lâm của Thừa Thiên Huế đã đưa thêm keo tràm về để trồng trên đồi cát. Keo tràm chết từng mảng lớn do từ tháng 5 đến nay, Thừa Thiên Huế nắng nóng kéo dài, nhiều nơi không có mưa. Chính quyền địa phương đã phải phát loa cảnh báo người dân hãy nâng cao tinh thần đề phòng cháy rừng. Nhiều gốc cây phi lao có đường kính hơn 20cm, được trồng từ 40 năm trước, lọt thỏm ở giữa rừng keo tràm đã bị khô đen. Những năm qua, keo tràm phát triển nhanh cũng làm cho hàng chục hecta rừng phi lao bị chết. Tuyến đường Võ Chí Công được xây dựng chia cắt cánh rừng phòng hộ ven biển Quảng Nam. Rừng có diện tích hơn 3.600 hecta, trải dài từ huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành đến thành phố Tam Kỳ. Trong đó 2.875 hecta có rừng, 761 hecta đất trồng ngập nước theo mùa. Đây là rừng trồng từ những năm 1990 của dự án Paxa, gồm có các cây keo, phi lao chắn gió, cát nằm ở các xã đặc biệt khó khăn ven biển, không có hạ tầng cơ sở. Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Thừa Thiên Huế cũng gây ra một vài vụ cháy rừng ở đây. Trước đó vào cuối tháng 6, rừng phòng hộ ven xã Bình Nam cũng đã bị cháy, nơi đây có nhiều thực bì, lá cây khô kèm với nắng nóng và gió to, nên đám cháy lan nhanh, khói bốc cao ngùn ngụt ở trên khu vực rộng lớn. Diện tích rừng bị cháy khoảng 4 hecta. Gần 2 tháng sau đám cháy, chỉ có rất ít màu xanh nhú lên. Cách xã Bình Nam khoảng 20 cây số đi về phía bắc, cánh rừng xã Bình Dương thuộc huyện Thăng Bình đã bị cháy hơn 1 hecta, cây mất khả năng tái sinh. Nhiều cây sau vụ cháy ở xã Bình Nam bị người dân đốn để hạ lấy củi. Cơ quan kiểm lâm của tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 17 vụ cháy rừng phòng hộ ven biển, gây ra thiệt hại khoảng 46 hecta. Vụ nhóm bông hồng đen lấy xét nghiệm máu, cơ quan phòng chống HIV/AIDS đề nghị làm rõ. Cơ quan phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng đề nghị báo cáo thông tin nhóm bông hồng đen thực hiện xét nghiệm HIV cho học sinh. Theo cơ quan phòng chống HIV/AIDS, trong hai ngày 18 và 19 tháng 8, cơ quan này nhận được thông tin hàng loạt đơn vị báo chí phản ánh về việc nhóm bông hồng đen, nhóm cộng đồng tổ chức tuyên truyền và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh trường trung học cơ sở ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương. Cơ quan phòng chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin các báo phản ánh và các văn bản báo cáo kết quả trước 12 giờ ngày 22 tháng 8. Cơ quan này cũng đề nghị các đơn vị tăng cường việc quản lý và chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng tư vấn, xét nghiệm HIV theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế Việt Nam. Trước đó, như một số báo đã đưa tin, ngày 18 tháng 8, nhiều phụ huynh ở phường Hải Sơn, Đồ Sơn phản ảnh việc một nhóm 5 đến 6 người được giới thiệu là nhóm bông hồng đen đến phường thuê nhà tại tổ dân phố đoàn kết để lập điểm lấy máu, mẫu xét nghiệm của học sinh. Trong quá trình hoạt động, nhóm này đã lấy gần 400 mẫu máu xét nghiệm trên địa bàn. Nhóm hoạt động không rõ mục đích và cũng không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương. Metro số 1 lần đầu chạy thử toàn tuyến dự kiến sẽ là trước ngày lễ mùng 2 tháng 9. Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, đơn vị này cùng với nhà thầu sẽ chạy thử toàn tuyến Metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên. Thời gian chạy thử dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 8, trước dịp lễ mùng 2 tháng 9. Theo đó, tuyến Metro số 1 sẽ bắt đầu chạy từ ga Suối Tiên cho đến ga Bến Thành và ngược lại. Đây là lần đầu tiên mà Metro số 1 chạy thử toàn tuyến. Số lượng hành khách sẽ được giới hạn tối đa là 20 người và quá trình chạy thử được làm theo quy trình của nhà thầu. Nhằm bảo đảm an toàn, nhà thầu sẽ tổ chức đánh giá an toàn, giới hạn số lượng nhân viên và đề ra nhiều giải pháp khẩn cấp trong hầm. Tàu Metro số 1 cũng đã có nhiều đợt vận hành thử nghiệm ở depot Long Bình trên từng đoạn ở trên cao, xa nhất là từ ga Suối Tiên cho đến ga Bình Thái. Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn dự kiến giá vé đi lại trên tuyến Metro số 1, tức là Bến Thành Suối Tiên, từ 12.000 đến 18.000 đồng, tức là khoảng từ 05 cho đến 07 Mỹ Kim, cho một lượt. Trước đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Sài Gòn đã thông báo về kế hoạch liên quan đến dự án tuyến đường Metro số 1 và cố gắng hoàn thành thi công vào cuối năm nay, sẽ vận hành thương mại vào năm tới. Tổng khối lượng của dự án này đến nay đạt được gần 96%. Tuy nhiên, tổng kế hoạch đầu tư công vào năm 2023 đã giao cho dự án đó là hơn 4.688 tỷ đồng, tức là hơn 196 triệu Mỹ Kim. Đến nay chỉ mới giải ngân được có 858.075 tỷ đồng, tức là khoảng chừng 36 triệu Mỹ Kim, tức là tỷ lệ này chỉ đạt được có 18.4%.
tham nhũng do tiền quá lớn, kiếm quá dễ. Trả lời báo chí, ông Đinh Văn Minh, nguyên Bộ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua nhìn về vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu. Ông Minh nói rằng không chỉ ông mà nhiều người cảm thấy choáng trước các hành vi tham nhũng tiêu cực khủng khiếp của các quan chức. Trước hết chính là số lượng tiền tham nhũng tiêu cực quá lớn. Nguy hiểm hơn, các hành vi vi phạm đó lại xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID rất căng thẳng trên cả nước và liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Cùng với đó, trong số người vi phạm lại có những người có trọng trách rất cao như cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Trong vụ Việt Á có thể thấy số tiền nhận hối lộ, tham nhũng là rất lớn và những người có hành vi phạm tội đó cũng không thiếu tiền. Họ có thể kiếm tiền một cách quá dễ dàng như mỡ để miệng mèo và chính từ đây khiến việc kiểm soát bên trong rất khó. Nói cách khác, tiền quá lớn, kiếm quá dễ, họ không kiểm soát được lòng tham của mình nên đã suy thoái, biến chất. Gần 15 triệu người Việt Nam bị mắc rối loạn tâm thần. Tại hội nghị tâm thần học toàn quốc với chủ đề đó là sức khỏe tâm thần tiếp cận chuyên khoa hóa diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 8. Các báo cáo viện dẫn số liệu của Bộ Y tế về tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14.9% dân số, có nghĩa là gần 15 triệu người Việt Nam. Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng rối loạn tâm thần chỉ là tâm thần phân liệt. Theo đó, tỷ lệ tâm thần phân liệt là 0.47% dân số. Trong đó có trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ cao đến 5-6% dân số. Còn lại là các rối loạn tâm thần khác như là rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu bia hoặc là ma túy và các chất gây nghiện khác. Đối với trẻ em thì các vấn đề sức khỏe tâm thần là khoảng 12%, tương đương với khoảng hơn 3 triệu trẻ em cần phải được chăm sóc sức khỏe tâm thần. Điều đáng chú ý đó là trầm cảm là một căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe và làm suy giảm sức lao động của con người, chỉ có đứng đằng sau bệnh tim mạch. Ở Việt Nam, số bệnh nhân bị trầm cảm đang có chiều hướng gia tăng. Nữ giới có nguy cơ bị mắc bệnh trầm cảm cao hơn là nam giới. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin địa phương. Bão nhiệt đới Hillary tấn công Nam California nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng. Bão nhiệt đới Hillary sau khi suy yếu đã đổ bộ vào Nam California từ hôm Chủ nhật, nhưng không có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng. Đến 3 giờ sáng, đã có hơn 7 inches nước mưa tại Lewis Ranch và gần 7 inches ở Lake Palmdale. Trong khi đó, khu vực trung tâm Los Angeles chứng kiến hơn 3 inches nước mưa. Theo bà Lisa Phillips, nhà khí tượng học thuộc Dịch vụ Khí tượng Quốc gia cho biết, trong ngày Chủ nhật, cơn bão đã tàn phá khu vực Los Angeles. Dự báo cho thấy mưa tiếp tục vào thứ hai trước khi giảm dần. Dù Los Angeles không hứng chịu thiệt hại lớn, nhưng giới hữu trách cảnh báo mưa vẫn tiếp tục vào đêm nay, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và hư hại. Vui lòng ở nhà và chỉ ra ngoài đường khi có hướng dẫn từ các nhà chức trách, thị trưởng Karen Bass nhấn mạnh. Chủ tịch Hội đồng quận Los Angeles bà Janice Horn đã ký tuyên bố khẩn cấp, bày tỏ sẵn sàng chấp nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan liên bang và tiểu bang. Bà Horn cũng khuyến cáo mọi người tránh xa khu vực ven biển ít nhất 72 tiếng đồng hồ. Tất cả các khu trường học ở Los Angeles sẽ đóng cửa vào thứ hai. Ông Alberto Carvalho, giám đốc học khu, lý giải quyết định này là cần thiết do nguy cơ thiệt hại từ bão. Trong ngày Chủ nhật 20 tháng 8, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại Ventura County, rung chuyển phần lớn khu vực Nam California. Tuy nhiên, không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong. Dịch vụ giao hàng DoorDash đã tạm dừng hoạt động tại nhiều khu vực Nam California, bao gồm cả quận Los Angeles do lo ngại về an toàn. Dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào 11 giờ sáng thứ hai. Dân cư được đề nghị tiếp tục theo dõi tình hình và hãy ở trong nhà, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết. Một chủ tiệm thời trang bị bắn chết ở San Bernardino bởi vì treo cờ ủng hộ người đồng tính. Một nữ chủ tiệm ở vùng Lake Arrowhead của California đã bị bắn chết bởi vì lá cờ tự hào, tức là Pride Flag của người đồng tính, mà bà đã treo ở tại cửa tiệm thời trang của mình, theo đài ABC News đưa tin. Cảnh sát San Bernardino County có mặt ở tại tiệm Mark P, nơi bà Laura Ann Carlton đã bị bắn chết. Cảnh sát biết được rằng tay súng đã đưa ra một số nhận xét miệt thị về lá cờ cầu vồng được treo bên ngoài tiệm quần áo trước khi bắn bà. Thông cáo của Sở Cảnh sát San Bernardino cho biết, nghi can đã bỏ chạy sau khi gây án và đã bị bắn chết trong một vụ nổ súng đối đầu với cảnh sát. Hiện nay, nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính của hắn. Trang mạng của cửa hàng Mark P mô tả chủ nhân bà Carlton là một người mẹ của 9 đứa con và đã kết hôn với cùng một người đàn ông trong vòng 28 năm.
bà Carlton, từng được gọi với cái tên là Laurie, đã học ở tại trường nghệ thuật Alexander School of Design và có một sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực thời trang, trong đó có 15 năm làm giám đốc điều hành ở tại hãng thời trang danh tiếng Kenneth Cole. Ở trang Facebook Mountain Provision Corporative, một cửa hàng tạp hóa địa phương cho biết trong một bài đăng rằng bà Carlton là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức một cửa hàng miễn phí sau khi trận bão tuyết đổ vào khu vực này vào đầu năm nay. Cửa hàng Mountain Provision Corporative khuyến khích mọi người hãy treo cờ để vinh danh bà Laurie. Nhóm Lake Arrowhead LGBTQ+ cho biết ở trên Instagram rằng bà Carlton không phải là thành viên của cộng đồng người đồng tính, nhưng là một người bênh vực cho mọi người trong cộng đồng. Các bình luận ở trên tài khoản mạng xã hội của tổ chức này đã gửi lời chia buồn đến gia đình của bà Carlton và bày tỏ lòng kính trọng đối với những đóng góp của bà trong cộng đồng của Lake Arrowhead. Một số người nói rằng lá cờ Pride Flag được treo tại Mapi đã giúp cho họ cảm thấy được họ được chào đón và được an toàn trong khu vực. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Tay góp gốc Việt Lilia Vũ đạt danh hiệu vô địch lần thứ hai. Ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lilia Vũ Khả Tú đã đoạt cúp vô địch giải đấu góp nữ mở rộng AIG Women's Open bằng chiến thắng trước đối thủ Ho đến từ Anh Quốc. Góp thủ 25 tuổi bắt đầu ngày thi đấu với tỷ số thắng dưới 9 điểm, cũng dẫn đầu với Charlie Ho đến từ Anh Quốc và ghi 6 điểm birdie cùng một cú bogey để kết thúc ngày thi đấu với tỷ số thắng dưới 14 điểm, giành danh hiệu lớn thứ nhì trong năm tại câu lạc bộ Golf Walton Health ở Tadworth, Vương quốc Anh. Chi Chai Shin, tay góp người Nam Hàn đã đứng thứ 3 khi về đích với cách biệt xa hơn những người đồng hương. Amy Yang và Hyo Ju Kim đồng hạng tư với tỷ số thắng 6 điểm. Lilia Vũ, cư ngụ tại Palm Valley, California, đã phải chịu đựng những thăng trầm về tâm lý trước khi đánh dấu sự trở lại bằng một chiến thắng. Hồi tháng 4, cô đoạt danh hiệu vô địch giải Chevron Championship sau chiến thắng trong trận playoff trước Angel Yin để ấn định danh hiệu to lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng sau đó, Lilia Vũ đã không thể vượt qua vòng loại của 4 giải đấu LPGA, trong đó có giải vô địch PGA cho nữ và giải nữ mở rộng của Mỹ. Lilia Vũ là người Mỹ đầu tiên thắng giải Women's Open từ năm 2014. Đây là một giải đấu để đời đối với Lilia. Cô thu được 5 điểm birdie ở lượt đánh thứ 2 với tỷ số 68, sau đó chốt hạ thêm 7 điểm nữa vào hôm thứ 7 để chia sẻ vị trí dẫn đầu đi thẳng vào vòng chung kết và lại đạt thêm 6 điểm nữa vào hôm Chủ nhật. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.